Hôm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên do đối tượng Trung Tấn Tới tổ chức. Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 36 đối tượng, 10 con gà, 10 xe máy, 1 ô tô, trên 800 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật có liên quan. Được biết, tụ điểm này hoạt động liên tục khoảng 15 ngày gần đây, tụ tập các con bạc ở các huyện, thị xã, thành phố gây mất an ninh trật tự.